Hello anh em, mình là Tuna đây. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nhân vật có lượng fan đông đảo bậc nhất trong series Naruto. Được biết đến với nhiều mỹ từ như anh trai quốc dân, thiên tài gia tộc Uchiha và không ai khác, đó chính là Uchiha Itachi. Và Uchiha Itachi là một nhân vật cực kỳ đặc biệt, nên chắc chắn mình sẽ làm hai video thật đặc biệt về Itachi. Nên nếu thấy hay, anh em đừng quên like, share và đăng ký kênh cho mình nhé. Và không dài dòng hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung của video ngày hôm nay. Từ khi còn bé, Itachi đã ước mơ mình trở thành Hokage giống như bao đứa trẻ khác, và điều duy nhất tách biệt anh với bọn chúng là do anh đã được sinh ra ở vạch đích rồi. Tuy nhiên, con người của anh đã thay đổi rất nhiều từ sau cái đêm diễn ra cuộc thảm sát gia tộc Uchiha. Mãi cho đến khi mình review hơn 20 nhân vật trong Naruto và nhìn thế giới ninja do Kishimoto viết ra từ nhiều góc độ khác nhau, cuối cùng mình mới có thể hiểu được mọi thứ. Sau đó, mình mới quyết định sẽ làm video này. Những thứ mà Itachi đã làm đều là từ hệ quả tất yếu từ cuộc sống và suy nghĩ của chính anh. Itachi lớn lên khi đại chiến thế giới ninja lần thứ 3 đang diễn ra. Sau khi anh tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, phải đứng nhìn từng sinh mạng ngã xuống nơi chiến trường, lúc này Itachi mới có thể hiểu được hòa bình quan trọng đến mức nào. Trong buổi lễ tưởng niệm sau chiến tranh, Itachi đã nhìn thấy Orochimaru, một trong tam ninh của làng lá. Orochimaru đã thở dài và tỏ ra tiếc thương cho những người đã chết trong cuộc chiến. Khi Itachi đến và bắt chuyện với Orochimaru, Orochimaru đã nói với anh rằng đau buồn cho cái chết thật là vô nghĩa. Nếu cái chết có ý nghĩa của nó thì phải tận dụng điều đó. Itachi lúc này đã hỏi Orochimaru: vậy ý nghĩa của cuộc sống là gì ạ? Orochimaru quay đi và nói: cuộc sống chỉ có ý nghĩa nếu nó là vĩnh cửu. Và đây cũng chính là thứ mà Orochimaru đã tìm kiếm bấy lâu nay. Vào thời điểm này, tuy Itachi chưa thể nào sử dụng được nhẫn thuật, tuy nhiên anh đã bộc lộ tài năng sử dụng Shuriken tuyệt vời của mình. Sau đó, khi mẹ anh mang thai và sinh ra Sasuke, khi anh được chứng kiến sinh mạng của em trai mình ra đời, trong mắt của anh lúc này không điều gì có thể tuyệt vời hơn là được sinh ra và được sống cả. Itachi đã luôn dành cho em trai mình một tình yêu cực kỳ to lớn, và anh đã hứa rằng dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn bảo vệ cho em. Tiếp đến là sự kiện Cửu Vĩ tấn công làng lá, gây ra một thảm họa vô cùng lớn. Nguyên nhân là do kẻ kiểm soát Cửu Vĩ lúc này là một kẻ sở hữu con mắt Sharingan của gia tộc Uchiha, và không ai khác đó chính là Obito. Chính vì vậy nên gia tộc Uchiha lại trở thành những kẻ bị tình nghi đầu tiên. Tuy không đưa ra kết luận, nhưng những đầu não của Konoha cũng đã ngầm kết tội gia tộc Uchiha chính là bọn phản loạn. Sau đó, họ đã ra lệnh và bắt cả gia tộc Uchiha phải di cư đến biên giới để có thể theo dõi và cô lập. Chính hành động này đã làm gia tăng xung đột giữa gia tộc Uchiha và Konoha, từ đó mà đã gieo mầm cho cuộc đảo chính trong tương lai của Uchiha. Sau khi chuyển đi, cha của Itachi, đồng thời cũng là tộc trưởng của tộc Uchiha, Uchiha Furaku, ông đã bắt đầu tập hợp các thành viên trong gia tộc nhằm mục đích lên kế hoạch để đòi lại công bằng cho gia tộc Uchiha. Sau khi nhận ra rằng con trai mình, Itachi là một thiên tài, ông đã cho anh theo học tại học viện ninja. Và ở trường, Itachi chỉ có mỗi một cô bạn gái tên là Izumi. Hai người đã rất thân thiết với nhau. Itachi và cô bạn gái nhỏ của mình đã cùng nhau trò chuyện và ăn bánh bao ba màu. Nếu như không có Shisui thì chắc chắn mình đã xếp cặp này rồi. Sau này, khi Itachi và Kisame thâm nhập vào Konoha, hai người bọn họ cũng đã cùng nhau đi uống trà và ăn bánh bao ba màu. Itachi đã rất nhớ vào khoảng thời gian trước đây, vì hiện tại Itachi và Izumi, cả hai người bây giờ đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi. Sau đó, anh đã quyết định rằng thay vì lãng phí thời gian học ở trường, anh sẽ tự mình rèn luyện và đến chỗ của Uchiha Shisui để tự mình luyện tập. Vì ngoài Shisui ra thì chẳng có ai có thể hiểu được anh và có thể xem anh là một người bạn, một người anh em. Sau khi tốt nghiệp sớm và làm nhiệm vụ đầu tiên của mình, Itachi và đồng đội đã đụng độ một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn. Và khi Itachi nhìn thấy tất cả đồng đội của mình bị giết, anh cũng đã thức tỉnh Sharingan do quá đau buồn và phẫn nộ. Ninja là một kẻ vô danh và luôn bảo vệ hòa bình trong bóng tối. Những kẻ đàn áp người khác bằng vũ lực chính là một tội ác. Trật tự được xây dựng bằng bạo lực sẽ không bao giờ bền vững. Ngay sau khi tộc trưởng là cha mình nhờ đến sự giúp đỡ của anh để có thể phục hưng gia tộc, Itachi lúc này đã phản đối và anh đã chọn đứng về phía của Konoha. Cuộc đối đầu của hai cha con lúc này có thể xem như là hình ảnh thu nhỏ của cuộc xung đột giữa Uchiha và Konoha trong tương lai. Sau đó, trong một lần làm nhiệm vụ, Itachi và Shisui đã phải đối mặt với một toán Anbu để có thể cứu sống một Anbu khác. Dựa vào khả năng của Sharingan vừa mới khai mở được, kèm theo kỹ năng sử dụng Shuriken cực kỳ bá đạo, Itachi đã dễ dàng đánh bại đối thủ. Còn Shisui lúc này cũng đã sử dụng thuật thuấn thân để có thể tạo ra một bản sao không có thực thể, nhưng vẫn có thể tấn công kẻ địch và dễ dàng đánh bại hai tên còn lại. Nhưng do là lần đầu tiên sử dụng Sharingan nên cơ thể của Itachi chưa thể quen được. Điều này khiến anh bị bong gân trong cuộc chiến. Nên sau đó, Shisui đã cõng Itachi trở về nhà. Trên đường về, Shisui đã nói với Itachi rằng anh coi em như em ruột của mình, nên anh rất là vui khi được chăm sóc cho em như thế này. Hai người xem nhau như anh em một nhà.
Chính nhờ sự ảnh hưởng của Shisui, Itachi sau đó đã gia nhập vào Anbu và muốn trở thành một người vô danh và sẽ bảo vệ hòa bình cho bóng tối. Nhưng sau vài năm, mối hận thù của Uchiha đối với Konoha đã lên đến đỉnh điểm và họ đang âm mưu một cuộc đảo chính. Shisui nhận thấy điều này và anh muốn Hokage và các trưởng lão hãy cùng mình ngăn chặn cuộc nổi loạn này. Nhưng trước khi anh kịp thực hiện kế hoạch của mình, Shisui đã bị Danzo cướp đi một bên mắt Sharingan. Danzo tin rằng cô tòa Matsukami của Shisui chỉ có thể làm dịu đi ý thức của tộc trưởng, và cách tốt nhất để giải quyết hoàn toàn mối đe dọa từ gia tộc Uchiha chính là loại bỏ tất cả bọn chúng. Vì vậy, Danzo đã dùng Izanagi để cướp mất một con mắt của Shisui. Tuy Shisui đã chống trả, nhưng sau khi mất một mắt, anh cũng không thể nào sử dụng ảo thuật của mình để ngăn chặn cuộc nổi loạn được nữa rồi. Cách duy nhất bây giờ chính là anh sẽ tự sát để gia tộc Uchiha mất đi người mạnh nhất, và nhờ đó gia tộc Uchiha sẽ tự mình từ bỏ đi cuộc đảo chính. Đây chính là cách duy nhất để có thể cân bằng khoảng cách quyền lực của hai bên. Sau đó, Shisui đã giao con mắt còn lại của mình cho người mà anh đã tin tưởng nhất ở Konoha, đó chính là Itachi. Anh hy vọng rằng Itachi sẽ bảo vệ ngôi làng và cái tên Uchiha. Sau đó, Shisui đã tự sát bằng cách nhảy khỏi vách đá, và Itachi thì luôn coi Shisui như người thân. Cái chết của Shisui đã giúp cho Itachi có thể thức tỉnh được Mangekyo Sharingan. Sau cái chết của Shisui, tuy tộc Uchiha đã hoãn cuộc đảo chính, tuy nhiên sau đó, Furaku đã phát hiện ra chính Itachi cũng đã khai mở thành công Mangekyo Sharingan, và ông đã nói với Itachi rằng với Mangekyo Sharingan, chỉ cần hai cha con họ hợp tác với nhau, họ có thể chờ đợi cơ hội để có thể điều khiển đầu não của Konoha và nhờ đó mà hoàn thành cuộc cách mạng và không gây ra đổ máu. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Một khi kế hoạch này thất bại, Konoha sẽ xảy ra chiến tranh và đổ máu. Đến lúc đó, không chỉ dừng lại ở nội chiến, mà những ngôi làng khác khi biết được chuyện này, rất có thể họ sẽ cho quân đánh úp vào Konoha và làng sẽ đứng trên bờ vực diệt vong. Tuy nhiên sau đó, hai cha con đã không tìm được tiếng nói chung. Itachi lúc này đã quá tuyệt vọng và anh đã đến nơi mà Shisui đã tự sát và tự nói với bản thân mình rằng mình không thể bảo vệ được cả Shisui, làng lá và cả gia tộc Uchiha. Còn nhớ trước đây, Itachi đã từng hỏi đội trưởng Kakashi rằng có phải bạn của anh đã giao cho anh con mắt Sharingan? Vậy nếu yêu cầu được đưa ra từ một người bạn thì phải cố gắng thực hiện cho được à? Và Kakashi đã nói rằng anh sẽ bảo vệ làng. Nhắm mắt lại, Itachi đã quyết định sẽ đặt niềm tin vào làng. Sau đó, Itachi đã báo cáo âm mưu đảo chính của tộc Uchiha. Anh hy vọng rằng việc này có thể được giải quyết trong hòa bình. Nhưng Hokage đệ tam lúc này lại không có phương pháp giải quyết và muốn đến gặp tộc trưởng của tộc Uchiha để có thể đàm phán với nhau. Còn Danzo thì chủ trương tiêu diệt toàn bộ gia tộc Uchiha. Itachi lúc này chỉ có hai lựa chọn, một là cùng gia tộc tham gia vào cuộc đảo chính, hai là đứng về phía làng để giết chết gia tộc Uchiha. Sau đó, Danzo đã hẹn gặp riêng Itachi và lão đã đưa cho anh một option mới. Nếu Itachi hỗ trợ làng và giết sạch toàn bộ gia tộc Uchiha, sau đó anh sẽ phải tự mình gánh lấy tội danh giết người và trở thành Nukenin bị truy nã cấp S trên toàn thế giới. Đổi lại, anh sẽ giữ được tính mạng của Sasuke, gia tộc Uchiha vẫn sẽ giữ được danh tiếng của mình. Theo quan điểm của Danzo, ngoài việc đồng ý ra thì Itachi chẳng thể nào làm được chuyện gì khác. Vì cho dù Itachi có giúp đỡ gia tộc lật đổ làng đi chăng nữa, thì đến cuối cùng tất cả bọn họ cũng sẽ chỉ có một con đường chết cùng nhau mà thôi. Danzo nói thế là vì lão ta không hề biết rằng Furaku cũng đã khai mở được Mangekyo Sharingan. Nếu Itachi thực sự đứng về phía của gia tộc thì chỉ với hai người bọn họ thôi cũng đã đủ sang phẳng cả cái làng lá rồi. Nhưng do Shisui đã chết, Sasuke thì còn quá trẻ, Itachi không hề có lấy một người bạn để có thể bàn bạc, chỉ có thể một mình anh gánh chịu số phận của ngôi làng và cả gia tộc mà thôi. Chỉ một chút bất cẩn cũng sẽ khiến cả hai bên bị tổn thương, làng, gia tộc và ninja. Itachi không ngừng nghĩ về ý nghĩa của cả ba điều này, và cuối cùng anh đã nhìn thấy Sasuke đang chơi bên trong trường và anh đã liên tưởng đến cuộc chiến mà Sasuke sẽ phải trải qua khi gia tộc và làng thực sự xảy ra chiến tranh. Làng lá là do Hokage đệ nhất xây dựng nên với tiêu chí kết nối các gia tộc với nhau và khiến họ trở thành một gia đình đúng nghĩa, nhờ đó mà có thể thiết lập một trật tự mới và rất khó để có thể giành lại được hòa bình nếu như nội chiến thực sự diễn ra. Các thế hệ Hokage trước đây đều là những người được dân làng công nhận và bỏ phiếu bầu. Nếu Uchiha lấy đi thì cho dù có chiến thắng trong trận chiến thì các gia tộc khác cũng sẽ không chịu cúi đầu, và để cho em trai mình và cả những đứa trẻ khác có thể tiếp tục được hưởng bình yên, anh buộc phải lựa chọn đứng về phía ngôi làng. Một ninja chân chính là người sẽ luôn bảo vệ hòa bình cho bóng tối, nên anh đã quyết định sẽ hy sinh luôn danh tính của bản thân và thậm chí là cả tình cảm gia đình. Anh sẽ tự mình bảo vệ ngôi làng cũng như cái tên Uchiha. Ít nhất thì bằng cách này, Uchiha sẽ không bị kỳ thị bởi cuộc nổi loạn của gia tộc. Sasuke còn sống thì gia tộc sẽ luôn có hy vọng để được phục hưng. Lúc này, anh đã đến gặp tên đeo mặt nạ bí ẩn, hay chính xác hơn, đó chính là Obito, và tự nhận mình là Madara, cũng như tự xưng mình là thủ lĩnh của một tổ chức nhỏ. Và Itachi muốn cùng hắn thanh trừng gia tộc Uchiha. Cuộc thảm sát được bắt đầu ngay vào tối hôm đó.
Itachi đã cùng Obito hợp sức và ám sát từng thành viên của gia tộc. Và với Itachi thì cha và mẹ của anh là những mục tiêu khó khăn nhất để anh có thể giết họ. Chính vì vậy, anh đã để họ là những người cuối cùng. Nhưng cha anh là Furaku đã cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm vì Itachi đã chọn được con đường cho riêng mình. Dù rằng, con trai ông đã chọn làng thay vì gia tộc. Sau đó, ông đã bảo với anh rằng hãy chăm lo cho Sasuke. Và ông bằng lòng chết dưới lưỡi kiếm của anh vì ông không muốn trở thành kẻ thù của con trai mình. Cả cha và mẹ anh tuy họ đều chọn cái chết, nhưng khi chuẩn bị xuống tay, cơ thể của Itachi đã run bần bật và không thể làm được điều đó. Furaku đã nói, so với con, nỗi đau của chúng ta chỉ kết thúc trong một khoảnh khắc mà thôi. Mặc dù chúng ta có triết lý sống khác nhau, nhưng chúng ta vẫn tự hào về con. Niềm tự hào mà cha anh đang đề cập đến là vì Itachi vẫn tìm kiếm con đường hồi sinh cho gia tộc. Và cuối cùng, Itachi đã chọn giết cả cha và mẹ mình trong nước mắt. Anh đã chọn phản bội gia tộc và giết người thân của mình, trở thành Nukenin và bị truy nã khắp thế giới. Chỉ vì muốn bảo vệ hòa bình và tương lai của làng cũng như của những người khác. Nhưng việc gia tộc Uchiha bị thảm sát là một tội ác không thể nào chối cãi được. Dù cho mục đích của Itachi có là gì đi chăng nữa, thì trong mắt mọi người, anh cũng chẳng khác gì một con quỷ khát máu. Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ sự việc từ khi mới bắt đầu, cả làng và Uchiha đã đều từng thừa nhận rằng bọn họ hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Từ những ngày đầu được thành lập, gia tộc Uchiha đã luôn bất mãn với Konoha. Còn riêng Konoha thì luôn xem gia tộc Uchiha như cái gai trong mắt. Và làng luôn sắp xếp cho họ vai trò cảnh vệ để có thể dễ dàng điều khiển. Và chính từ cuộc tấn công của Obito và Củ Vĩ khiến cho Minato phải hy sinh, chính là giọt nước tràn ly. Và vì điều này, Konoha lại càng căm ghét gia tộc Uchiha hơn bao giờ hết. Danjo cũng đã góp một phần không nhỏ vào việc kích động cả hai bên, để rồi dẫn đến sự nổi dậy của Uchiha. Sau tất cả những hiềm khích, Itachi đã chọn hy sinh bản thân để duy trì hòa bình và giữ gìn danh dự cho gia tộc cũng như tính mạng của Sasuke, người em mà anh luôn yêu quý nhất. Và đây cũng chính là sự tàn khốc của chiến tranh cũng như cách mà bọn họ tranh giành quyền lực với nhau. Itachi vì muốn bảo vệ tính mạng của Sasuke và hòa bình của Konoha cũng như là danh dự của gia tộc Uchiha, anh đã không hề ngần ngại ra tay thảm sát toàn bộ gia tộc Uchiha. Và cũng chính vì điều này mà một vài năm sau đó, Sasuke đã trả thù Konoha và nạn nhân đầu tiên không ai khác chính là Danjo, kẻ đã chủ mưu tất cả mọi thứ dẫn đến sự diệt vong của gia tộc Uchiha. Và việc mà Sasuke căm thù Konoha cũng là điều đương nhiên. Quay trở về cuộc thảm sát năm đó, Sasuke đi học về và chết ngạt vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, xác người nằm la liệt ở khắp nơi. Sau khi nhìn thấy anh trai mình, Sasuke cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng Itachi lại nói, em trai ngốc. Rồi anh đã dùng ảo thuật Tsukuyomi để Sasuke xem toàn bộ quá trình của vụ thảm sát. Và do đau buồn đến cực độ, Sasuke đã có thể thức tỉnh được Sharingan một hộp. Itachi nói với Sasuke rằng, bây giờ ta sẽ không giết nhà ngươi, đợi sau này khi ngươi có được đôi mắt giống ta, ngươi hãy đến tìm ta và trả thù. Và đây chính là bước cuối cùng của kế hoạch. Vậy vì sao Itachi lại hạ thủ cha mẹ của mình ngay trước mặt của Sasuke, trong khi đó anh có thể bỏ đi và để Sasuke lại cho Seo Tam lo? Nguyên nhân chính là vì Itachi thực sự muốn Sasuke phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, vì anh muốn cậu hãy hận anh, và nhờ vào lòng hận thù mà Sasuke mới có thể có mục tiêu để sống tiếp. Vì nếu thực sự lúc đó anh sau khi giết cha mẹ và bỏ đi, có khả năng rất cao Sasuke sẽ mất đi lý trí và chọn con đường tự sát. Nên dù cho nó có là biến số nhỏ nhất, Itachi cũng sẽ loại bỏ tất cả các biến số để Sasuke vẫn giữ được tính mạng của mình. Chỉ như vậy thôi, chúng ta có thể thấy được Itachi đã tinh tế đến mức độ nào. Sau đó, Itachi sẽ chờ đến cái ngày khi Sasuke cũng đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, và chính anh sẽ trao cho cậu đôi mắt của mình, và từ đó sẽ nhờ cậu gây dựng lại gia tộc Uchiha. Nhưng đây chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời Itachi. Anh đã luôn nghĩ rằng em trai mình quá yếu, và anh cũng tự mình cho rằng chính bản thân anh có thể tự mình gánh hết mọi trách nhiệm. Nhưng chính anh đã không ngờ rằng việc anh gạt Sasuke sang một bên đã gây ra những hậu quả to lớn đến như thế nào. Sasuke không biết được sự thật thì làm sao cậu có thể chút bỏ được hận thù của tất cả các thành viên trong gia đình của mình đây? Kể từ đêm hôm đó, Sasuke đã chọn lấy con đường trả thù, bất kể mục tiêu là ai đi chăng nữa. Sau đó, Danjo đã đến hiện trường gia tộc Uchiha bị thảm sát để tìm kiếm những con mắt Sharingan, sau đó sẽ cấy vào cơ thể của mình. Itachi đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt của Danjo và đưa ra lời cảnh báo. Nếu ông dám tấn công Sasuke, tôi sẽ làm rò rỉ tất cả thông tin bí mật của làng với những đất nước thù địch. Itachi muốn Danjo biết rằng, đối với bản thân anh, Sasuke quan trọng còn hơn cả ngôi làng gấp mấy trăm lần. Sau đó, anh đã bí mật đi gặp Hokage Đệ Tam và ông đã hỏi anh rằng Konoha sẽ truy nã Itachi như một tội phạm truy nã cấp S, kẻ đích thân tàn sát cả gia tộc, và sau đó anh sẽ được ghi tên vào Bingo Book. Đây chính là nơi sẽ lưu tên của những kẻ tử phạm. Itachi sau đó đã tham gia vào một nhóm gọi là Akatsuki. Trong quá trình hành động, Itachi đã thỏa thuận với Tobi rằng Akatsuki sẽ không tấn công Konoha, đổi lại tổ chức sẽ có được sự phục vụ của anh. Itachi sau đó đã đi cùng Tobi để đảm bảo rằng hắn ta sẽ giữ lời hứa. Nhưng trên thực tế, Itachi cũng chẳng còn nơi nào khác để đi nữa rồi. Và dưới sự hướng dẫn của Tobi, Itachi đã đến được địa điểm tập kết của Akatsuki.
Sau đó, anh đã rút dao và gạch bỏ một cách tàn nhẫn biểu tượng làng lá trên băng chán của mình. Và lúc này, anh đã từ bỏ hoàn toàn thân phận của ninja Konoha. Và từ đây, anh sẽ chính thức trở thành thành viên của Akatsuki. Trong nhóm, rất ít người có thể biết được sự thật về Konoha. Nếu so với khi anh còn ở Konoha, cuộc sống trong tổ chức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với anh. Sau đó, Itachi được xếp cùng nhóm với Yuzo Biwa, là cựu thành viên của thất kiếm làng sương mù, từng cùng tổ đội thất kiếm cũ đánh hội đồng cha của Gai là Mai Todai. Trong một lần cả hai làm nhiệm vụ, bọn họ đã vô tình đụng độ với Mizukage đệ tứ. Kết quả là sau đó, Yuzo Biwa đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Itachi. Sau đó, Itachi đã được ghép đội cùng với một tên bất tử và cũng là đồng hương đến từ làng lá của anh, Orochimaru. Tuy nhiên, chị hậu lúc nào cũng thèm khát và luôn mong muốn sở hữu Sharingan của Itachi. Các thành viên trong tổ chức đều có những độ tuổi khác nhau và thường xuyên xảy ra xích mích trong nội bộ. Ví dụ như khi Itachi hợp tác với Orochimaru, chị đẹp đã từng muốn chiếm lấy Sharingan của Itachi, nhưng sau đó đã bị đánh bại bởi ảo thuật của anh. Hay như khi Itachi giao đấu với Deidara, ảo thuật của anh gần như khiến cho Deidara tự nổ tung. Nhưng nếu xét về tổng thể thì tổ chức Akatsuki gần như là một gia đình hòa thuận. Tuy nhiên, do mục đích chính của anh tham gia tổ chức này cũng là để bảo vệ Konoha mà thôi, nên anh cũng chẳng làm gì nhiều để hỗ trợ Akatsuki. Khi anh cùng Kisame nhận nhiệm vụ đi bắt Jinchuriki tứ vĩ, Itachi đã luôn để cho Kisame phải tự lực kháng sinh. Sau nhiều năm, tổ chức nhận được một thông điệp nói rằng Orochimaru đã tấn công Konoha và Hokage đệ tam đã chết trong trận chiến. Sau khi nghe tin này, Itachi đã ngay lập tức trở về làng. Do lúc trước đây, anh từng yêu cầu Hokage đệ tam phải bảo vệ cho Sasuke, nhưng hiện tại ông đã chết rồi. Do lo sợ Danjo sẽ gây bất lợi cho Sasuke, nên anh sẽ quay về làng và cho Danjo biết rằng anh vẫn còn sống và đừng bao giờ quên lời hứa năm xưa của mình. Tuy nhiên, khi vừa trở về làng, anh lại cùng Kisame đi ăn bánh bao ba màu, món ăn mà anh rất yêu thích từ khi còn bé. Dù là một Nukenin cấp S ngầu lòi, thì đôi khi Itachi vẫn có những cử chỉ đáng yêu dữ ta. Nhưng xui làm sao, anh lại bị Kakashi phát hiện ra, do từng là đội trưởng của đội Anbu và nhận trách nhiệm dẫn dắt Itachi khi anh vừa mới tham gia vào đội Anbu. Nên việc Kakashi có thể ngay lập tức nhận ra được Itachi cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Có thể Kakashi không biết rõ sự thật về cuộc thảm sát Uchiha năm xưa, nhưng Kakashi biết chắc rằng sẽ có một chuyện chẳng lành xảy ra. Vì vậy, Kakashi đã nhờ Asuma và Kurenai theo dấu của Itachi, còn anh sẽ đi liên lạc với Gai để xin tiếp viện. Với sức mạnh áp đảo của mình, Itachi đã dễ dàng outplay Kurenai. Và sau đó, anh đã sử dụng ảo thuật Tsukuyomi để tặng cho Kakashi một cơn phê quên lối về. Sau khi Gai xuất hiện, Itachi lúc này đã tìm một lý do để không phải chiến đấu và làm tổn thương bọn họ nữa, mà vẫn có thể rút lui cùng Kisame để hai bên có thể bảo toàn lực lượng của mình. Và tất nhiên, điều Itachi ưu tiên lên trên hết chính là gặp lại em trai của mình. Sasuke chính là người anh yêu quý nhất và đã nhiều năm không thể gặp được nhau. Nhìn Sasuke trưởng thành, anh cũng an tâm phần nào. Nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn còn quá yếu, Itachi đã rất thất vọng và anh đã cực kỳ lo lắng cho Sharingan của Sasuke, nên anh đã quyết định sẽ tiếp tục đóng vai kẻ thù của Sasuke. Sau đó, anh lại dùng ảo thuật cho Sasuke quay lại cái ký ức đau buồn của đêm thảm sát năm đó, để anh có thể kích thích Sasuke nhớ về nỗi hận nhiều hơn nữa. Có lẽ vì anh muốn cậu thức tỉnh Mageko Sharingan sớm nhất, nhưng sau đó Sasuke đã ngất đi. Lúc này, Itachi đã để ý đến một người bạn bên cạnh của Sasuke, đó chính là Naruto. Naruto đã cố gắng cứu Sasuke, dù biết đó là điều không thể. Lúc này, Jiraiya đã xuất hiện. Đối đầu với một Tam Nin sẽ là một rủi ro cực kỳ lớn. Nếu Itachi thắng, thì anh sẽ khiến cái danh Tam Nin của làng lá bị bôi nhọ. Ngược lại, nếu như anh thua Jiraiya, Kisame chắc chắn cũng sẽ tham chiến. Và điều này sẽ lại càng khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn hơn. Và có thể sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tin của dân chúng dành cho những người lãnh đạo của Konoha. Và cuộc đụng độ này là không cần thiết, nên anh đã quyết định dùng Amaterasu để thiêu cháy thực quản của con cóc đá để có thể chạy trốn. Vì tất cả mục đích của chuyến đi này anh đều đã đạt được. Ngoài ra, anh còn tìm được thêm lợi ích của mình. Itachi lúc này đã nhìn thấy tiềm năng khác của Naruto. Hiện giờ, Itachi vẫn nghĩ rằng mình có thể quyết định được số phận của Sasuke. Tuy nhiên, không sớm thì muộn, Itachi cũng đã phát hiện ra rằng mình đã sai. Sau khi Sasuke gặp lại Itachi, ngọn lửa trả thù tưởng như sắp bị dập tắt bởi tình cảm của đội 7, nay lại được nhen nhóm trở lại. Và để có thể nhanh chóng có được sức mạnh, Sasuke sau đó ra rời làng và đến tìm Orochimaru. Sau 3 năm, khi tổ chức Akatsuki đang chiết xuất chakra của nhất vĩ từ Gaara, Akatsuki đã phát hiện ra rằng các ninja của Konoha và làng cát đã tìm cách để vây lấy cứ điểm của họ. Nghe nói Naruto là một trong những vị khách quan trọng đến thăm, Akatsuki đã chủ động đánh chặn để có thể cầm chân bọn họ. Một mặt, Itachi rất lo cho Naruto, anh sợ cậu rơi vào tay của kẻ khác. Mặt khác, Itachi cũng đang muốn xem thử trong những năm vừa qua Naruto đã tiến bộ như thế nào, liệu cậu có đủ sức để anh có thể gửi gắm Sasuke cho cậu hay là không. Và đúng là không ngoài mong đợi của Itachi, kể từ lần gặp cuối cùng, Naruto đã tiến bộ rất nhanh
Nhờ vào sự huấn luyện của Jiraiya, Itachi nhìn thấy Naruto sử dụng Rasengan một cách thuần thục và anh biết rằng Naruto có đủ tiềm năng để anh có thể giao phó Sasuke cho cậu. Nhưng Itachi không dám chắc liệu tình cảm mà Naruto dành cho Sasuke sẽ kiên định đến mức nào đây. Cùng thời điểm này, Sasuke cũng đã làm chủ được sức mạnh của ấn chú dưới sự hướng dẫn của Orochimaru. Sau đó, Sasuke đã mạnh đến mức có thể dễ dàng đánh bại được Orochimaru. Mặc dù cậu chưa hề thức tỉnh Mageko Sharingan, Sasuke lúc này vẫn nghĩ rằng mình đã đủ mạnh để có thể trả thù. Nên sau đó, Sasuke đã thành lập tổ đội Taka và bắt đầu đi khắp nơi để tìm kiếm Itachi. Naruto và những người khác cũng đã thành lập một đoàn toàn những người ưu tú và bắt đầu chiến dịch tìm kiếm Sasuke lần thứ hai. Nhưng trước khi Naruto có thể tìm được Sasuke, thì Na đã gặp lại Itachi. Itachi lúc này đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng để có thể đến gặp Sasuke lần cuối. Nhưng trước đó, anh sẽ tặng cho Na một món quà. Itachi đã hỏi Naruto rằng: "Tại sao cậu lại gắn bó với em trai ta như vậy, trong khi nó chỉ là một tên phản bội làng mà thôi?" Naruto đã nói rằng: "Đối với Sasuke, tôi coi cậu ấy như một người anh em." Itachi lúc này đã bật cười khi nghe câu trả lời này. Đây chính là lần đầu tiên kể từ khi anh sát hại gia tộc và rời khỏi làng, anh lại có thể mỉm cười nhẹ nhõm đến như vậy. Anh không ngờ rằng, ngoài anh ra, trên thế giới này vẫn còn có người yêu thương Sasuke. Itachi rất hạnh phúc và đưa mắt của Shisui cho Naruto. Và anh đã đặt nó tự kích hoạt khi Naruto nhìn thấy Mangekyo Sharingan của anh sau khi anh đã trao nó cho Sasuke. Nhờ đó mà có thể dễ dàng tạo ra mối liên kết giữa Sasuke và Konoha. Đây chính là bảo hiểm cuối cùng mà anh để lại cho Sasuke và làng. Itachi làm như vậy để đề phòng trường hợp Sasuke trở thành kẻ thù của Konoha. Và Naruto, người xem Sasuke như gia đình, chắc chắn cậu ta có thể ngăn cản được Sasuke. Ảo thuật Kotoa Matsukami có thể viết lại ý chí của người khác và nó sẽ buộc cho Sasuke phải bảo vệ Konoha. Tuy nhiên sau đó, anh lại không hề ngờ rằng người đầu tiên bị trúng ảo thuật Kotoa Matsukami lại chính là bản thân của anh sau khi được tạp giới chuyển sinh. Sau khi đã hoàn thành công việc sắp xếp này, Itachi đã sử dụng phân thân của mình để thông báo cho Sasuke biết vị trí của chính anh. Đây chính là trận chiến cuối cùng mà Itachi đã luôn chờ đợi bấy lâu nay. Sasuke đến điểm hẹn một mình. Bỗng nhiên, Sasuke bất giác nghĩ về gia đình hạnh phúc trước đây, cho đến khi cái đêm đẫm máu đó diễn ra. Chỉ vì Itachi mà cậu đã mất hết tất cả. "Vì ngươi mà ta đã mất đi hạnh phúc, sự yêu thương và cả gia tộc của mình. Hận thù của gia tộc Uchiha và hận thù của cha mẹ. Hôm nay, chính tay ta sẽ kết thúc tất cả." Itachi ban đầu đã lựa chọn được chết dưới tay của em trai, nhờ đó mà có thể gián tiếp trao đôi mắt của mình cho Sasuke, để cậu có thể khai mở được Mageko Sharingan vĩnh cửu và đạt được đỉnh cao của Uchiha. Đồng thời, anh cũng đã giao con mắt Sharingan của Shisui cho Naruto để có thể làm bảo hiểm cuối cùng. Anh muốn đề phòng trường hợp sau này Sasuke có ý định hủy diệt làng lá thì vẫn còn có cái để anh có thể backup và ngăn Sasuke lại. Còn Sasuke lúc này vẫn chưa hề hay biết về thuyết âm mưu bảo vệ làng của anh trai mình. Điều đó khiến cho Sasuke vẫn luôn suy nghĩ rằng ngày hôm nay chính tay cậu sẽ trả thù cho gia tộc. Và khi cả hai người gặp nhau để có thể làm rõ được động cơ Itachi năm đó đã giết chết cả gia tộc, Sasuke đã hỏi anh một lần nữa: "Tại sao năm đó anh lại giết chết cả gia tộc Uchiha?" Nhưng Itachi lại không thể trả lời. Chẳng có lý do gì anh phải nói ra mục đích thật sự của mình cả. Ngay bây giờ anh đang muốn Sasuke căm ghét và dồn hết hận thù vào anh để Sasuke có thể phát huy tối đa tiềm năng của cậu. Nên sau đó Itachi đã bịa ra một lý do khác để kích động sự hận thù của Sasuke đối với bản thân anh. "Người có biết bí mật làm sao để thức tỉnh được sức mạnh thật sự của Mangekyo Sharingan không?" Sasuke hiển nhiên là không biết rồi. "Người sở hữu Mangekyo Sharingan, từ giây phút được khai nhãn, đôi mắt của kẻ đó sẽ dần chìm vào bóng tối. Nếu hắn ta sử dụng nhãn thuật quá nhiều, quá trình phong ấn của Sharingan sẽ diễn ra ngày càng nhanh, cho đến khi mất đi ánh sáng hoàn toàn. Chỉ có một cách duy nhất để khắc phục điều này, đó chính là sử dụng Mangekyo Sharingan của người thân. Ta mới có thể phục hồi và có thể có được sức mạnh vĩnh cửu của nó. Sở dĩ ta giết cả gia tộc nhưng lại tha mạng cho nhà ngươi là vì ta muốn kích thích nhà ngươi khai mở được Mangekyo Sharingan. Rồi sau đó ta sẽ lấy đi đôi mắt của nhà ngươi. Sasuke à, vai trò của ngươi đối với ta chính là một nguồn sáng mới. Ta sẽ đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu và đạt đến đỉnh cao thực sự của Uchiha." Itachi đã diễn vở kịch này hoàn hảo đến mức chỉ bằng vài lần uống lưỡi cơ bản là anh đã có thể khiến cho Sasuke phải nghiêm túc đối đầu với mình. Sasuke lúc này đã không còn nghi ngờ hay lăn tăn bất cứ điều gì nữa. Cuộc chiến giữa hai anh em chính thức được bắt đầu. Trong cuộc so tài giữa Sharingan và thể thuật, cả hai người gần như là ngang kèo. Nhưng trong cuộc chiến ảo thuật, Sasuke lại tiếp tục trúng phải ảo thuật Tsukuyomi từ Itachi.
Nhưng với sức mạnh của ấn chú và thù hận của bản thân, Sasuke đã tự mình phá giải được Tsukuyomi. Hoặc cũng có thể đây là lần thứ 3 mà cậu ăn phải đòn này, nên cơ thể của cậu đã thích ứng với nó, khiến cho hiệu quả của ảo thuật không còn được như ban đầu. Nhưng lúc Itachi đang bị đau mắt, Sasuke đã tận dụng cơ hội để sử dụng được kỹ thuật Shuriken. Sau đó, cậu sử dụng một sợi dây để điều khiển các Shuriken quay trở lại và khiến cho Itachi lần đầu tiên biết đổ máu là gì. Kỹ thuật dùng dây có thể nói là một trong những kỹ năng thuần thục nhất của Sasuke, và Itachi không phải là nạn nhân đầu tiên bị trúng chiêu này. Hai ví dụ điển hình của trường hợp này chính là Naruto và Orochimaru. Ngay sau đó, cả hai người đã cùng nhau thi đấu hỏa độ. Về khoảng này thì Itachi gần như là áp đảo hoàn toàn Sasuke. Nhưng Itachi muốn Sasuke phải sử dụng hết khả năng của mình trong trận chiến này với anh. Vì vậy, anh đã sử dụng đến Amaterasu và nó nhanh chóng rút chẩn lấy ngọn lửa của Sasuke. Và ngọn lửa gần như thiêu đốt cả Sasuke luôn. Tuy Sasuke đã cố gắng tránh trọn, nhưng Itachi vẫn có thể đốt được đôi cánh của Sasuke bằng Amaterasu của mình. Sasuke lúc này đã nhanh chóng lột da và trốn thoát bằng thuật thế thân của Orochimaru. Cảm thấy càng kéo dài thì càng dễ toan, Sasuke đã quyết định sẽ sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình mà cậu đã từng học để kết liễu Itachi. Đầu tiên, cậu dùng hỏa độn, hỏa long chi thuật phóng thẳng lên bầu trời, tạo ra sự nóng lên đột ngột trong không khí và tạo ra dòng đối lưu. Nhờ đó mà một đám mây sấm sét cực lớn đã xuất hiện trên bầu trời. Qua đó, để làm tiền đề giúp cho chiêu lôi độn của cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, có tia chớp và sấm sét, Sasuke nhảy lên bức tường, tay phải giơ lên, nhìn cậu giống như một cột thu lôi và đang hướng sấm sét thẳng vào người của Itachi. Đây chính là nhẫn thuật mạnh nhất của Sasuke, Kirin. Với quy mô khủng bố như của Kirin, chắc chắn là trong thế giới nhận giả, chẳng có mấy người có thể chịu được chiêu này mà có thể sống sót được. Và Itachi lại chính là một trong số ít người có đủ khả năng để vô hiệu hóa Kirin. Itachi đã thi triển Susanoo để chống lại Kirin. Đây cũng là lần đầu tiên mà Susanoo được xuất hiện trong bộ truyện. Sasuke cũng đã rất bất ngờ vì đây cũng là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy nhẫn thuật huyền thoại này, hầu như chỉ được truyền miệng mà thôi. Tại thời điểm này, tuy Itachi đã rất yếu và anh thậm chí còn không đủ sức để di chuyển cơ thể của mình. Nắm lấy thời cơ, Orochimaru đã xuất hiện và sử dụng nhẫn thuật Bát Đại Kỳ Xà với định chiếm lấy cơ thể của Sasuke. Tuy nhiên, Orochimaru không ngờ rằng hắn đã gặp phải khắc tinh của đời mình. Susanoo của Itachi tay cầm thanh kiếm Totsuka và đã phong ấn Orochimaru vĩnh viễn. Ấn chú trên cơ thể của Sasuke cũng vì vậy mà biến mất, và lại thêm một mục tiêu nữa trong trận chiến này của Itachi đã được hoàn thành. Đó chính là tách Orochimaru ra khỏi cơ thể của Sasuke. Và bây giờ chỉ còn một việc phải làm mà thôi. Itachi tiến về phía của Sasuke. Tuy Sasuke đã dùng bùa nổ để kháng cự một cách yếu ớt, sau đó cậu đã sợ hãi và co người vào một góc tường. Cảm giác này chẳng khác nào năm ấy khi cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn Itachi giết chết cha mẹ của mình. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau với các thể loại tay to trong nhẫn giới, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Sasuke có thể cảm nhận được cái chết chưa bao giờ lại gần như vậy. Trong thời khắc gần như Sasuke đã chấp nhận phải chết dưới tay của Itachi, thì cuối cùng Itachi lại chỉ đưa tay lên và đặt nó vào trước mắt của Sasuke. Itachi khẽ chạm vào trán của Sasuke. Hình ảnh người anh dịu dàng hiền lành ngày nào từ khi cậu còn bé nay lại xuất hiện trở lại. Itachi đã gục ngã và xa rời cuộc đời này ngay trước mắt của Sasuke. Itachi ban đầu đã tính toán rằng sau khi anh chết, Sasuke sẽ trở về Konoha. Cậu sẽ trở thành anh hùng vì đã trả thù cho gia tộc và giết chết Itachi, một Nukenin đã phản bội Konoha. Và trước đó, anh cũng đã nói cho Sasuke biết về cách sở hữu Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Sau khi Sasuke lấy đôi mắt của anh và ghép vào, cậu sẽ đạt đến đỉnh cao của gia tộc. Và sau đó, Sasuke sẽ xây dựng lại gia tộc Uchiha. Itachi biết rằng Sasuke không thể nhìn thấu được sự thật, nhưng vẫn có một vài người trên thế giới này biết được sự thật của trận thảm sát đó. Và mối lo ngại duy nhất lúc này chính là kẻ đã cùng anh tiêu diệt gia tộc, Obito. Vì lý do này, Itachi đã để lại nhẫn thuật Amaterasu và phong ấn nó vào bên trong của Sasuke. Mắt trái của Sasuke sẽ tự động kích hoạt, miễn là nó nhìn thấy Sharingan và nó có thể giết chết kẻ đó một cách bất ngờ. Nhưng nếu kế hoạch giết Obito thất bại, dẫn đến việc Sasuke biết được sự thật và muốn tiêu diệt Konoha, thì Itachi vẫn có thể dựa vào mắt của Shisui đang nằm trong cơ thể của Naruto để có thể tẩy trắng Sasuke. Kế hoạch của anh phải nói là rất hoàn hảo. Thậm chí, Itachi còn nghĩ ra cách để khắc phục các kế hoạch trước nếu như chúng nó thất bại. Nhưng điều duy nhất anh không ngờ tới là khi Naruto nhìn thấy Sasuke, thì lúc này Sasuke đã gần như mù lòa rồi, nên Naruto không thể kích hoạt được ảo thuật từ mắt của Shisui. Sau đại chiến ninja lần thứ tư nổ ra, những người đã chết được Kabuto chuyển sinh bằng mối thổ chuyển sinh. Và thậm chí, trước khi Sasuke gặp Naruto, Kotoa Matsukami ban đầu được chuẩn bị cho Sasuke nay đã được sử dụng lên chính Itachi sau khi anh được chuyển sinh. Anh nghe Naruto nói rằng Sasuke đã gia nhập Akatsuki để báo thù Konoha. Itachi đã nhận ra rằng
mình đã thất bại hoàn toàn. May giờ vào Kotoa Matsukami nên Itachi mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Ethou chuyển sinh. Sau đó, Itachi đã cùng Naruto và Killer Bee để có thể phong ấn Nagato. Mặc dù Rinnegan của Nagato mạnh hơn Sharingan, nhưng sức mạnh của đôi mắt lại phụ thuộc vào người sử dụng nó. Kabuto điều khiển thân xác của Ethou chuyển sinh, rõ ràng là không có kinh nghiệm. Sau khi Nagato thi triển địa bọc thiên tinh, Itachi đã phối hợp với Naruto và Killer Bee để làm nổ tung địa bọc thiên tinh. Anh cho rằng sức mạnh của Ethou chuyển sinh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục diện của đại chiến ninja lần tư. Nên Itachi đã bảo với Nano rằng hãy đến chiến trường để trợ giúp những người khác, còn bản thân anh sẽ ngay lập tức đi ngăn cản Kabuto. Trên đường đi thì bất ngờ Itachi đụng mặt với em trai của mình là Sasuke. Sasuke lúc này có một chút bất ngờ, xen lẫn sự vui sướng khi cậu có thể gặp lại Itachi của Ethou chuyển sinh. Lúc này, Itachi cũng đã biết chuyện Sasuke muốn tiêu diệt Konoha. Anh đã nói rằng, anh đã lợi dụng lòng thù hận trong em, đó là lý do vì sao khiến anh thất bại. Cuối cùng, anh lại khiến em chìm trong thù hận, và vô tình, anh lại biến em trở thành một Nukenin. Trước khi chết, anh đã cố hướng em đi trên một con đường không có ngã rẽ nào. Anh chỉ hy vọng em có thể đi trên con đường đúng đắn. Sasuke đã nói, anh nghĩ em có thể vui khi đi trên con đường đó mà không hề hay biết gì hay sao. Em không cần một con đường như thế. Sau đó, hai anh em đã đến chỗ Kabuto, vừa đi vừa tâm sự. Sau khi chạm mặt với Kabuto, bọn họ đã có một pha combat cực kỳ nảy lửa ngay tại đây. Và nhờ vào ảo thuật Izanami của mình, Itachi đã điều khiển Kabuto và khiến hắn ta phải giải trừ Ethou chuyển sinh. Bên ngoài chiến trường thì trận chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Liên quân ninja khó mà có đủ trình để có thể ăn nổi đội quân sát sống kia. Lúc này, Itachi phá bỏ Ethou chuyển sinh đối với tất cả mọi người được chuyển sinh, ngoại trừ Madara. Chỉ còn duy nhất một người trong đội quân hàng vạn sát sống kia. Dù Madara có khả năng gánh team cực cao, nhưng chỉ còn một mình lão ta. Như vậy cũng có thể xem là tạm ổn rồi. Nhưng do thuật đã bị dừng lại, nên Itachi cũng sẽ tan biến đi. Trước khi đi, anh đã nói với Sasuke rằng, anh đã cho em biết tất cả sự thật. Anh lúc nào cũng nói dối và xin em tha thứ. Anh luôn dùng bàn tay này để đẩy em ra thật xa. Đó là vì anh không muốn em bị liên lụy. Nhưng bây giờ, anh sẽ tin em có thể thay đổi bọn họ. Nếu từ đầu anh mở lòng với em, can đảm nhìn vào đôi mắt của em và cho em biết được sự thật, thì anh đã không phải đứng đây để kể cho em nghe về thất bại của chính mình. Lần này, anh muốn cho em biết con người thật của anh. Không có vấn đề gì nếu như em không tha thứ cho anh. Nhưng em hãy nhớ rằng, dù em có lựa chọn ra sao và trở thành ai đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu thương em. Itachi chính là hiện thân của lý trí, còn Sasuke là hiện thân của sự nhạy cảm. Ninja chính là người luôn bảo vệ hòa bình trong bóng tối. Itachi tham gia vào Anbu là để hòa giải mâu thuẫn giữa gia đình và làng. Cuối cùng, anh lại là người gánh chịu tội ác của cả làng và gia tộc. Chẳng ai trong series Naruto có thể chấp nhận hy sinh và gánh chịu nỗi đau một mình như Itachi cả. Itachi chính là định nghĩa về một ninja hoàn hảo được xây dựng bởi chính tác giả Kishimoto. Itachi cũng chính là nhân vật mà được rất nhiều độc giả yêu thích, không chỉ bởi sự ngầu lòi của mình, mà Itachi chính là nhân vật đã truyền cảm hứng cho chúng ta để có thể hiểu thêm về tinh thần trách nhiệm và cả tình yêu thương đối với gia đình của mình. Và mình tin rằng đây sẽ là món quà đặc biệt nhất để mình có thể cảm ơn những anh em đã ủng hộ kênh Ego Tuna.